rushing in, or are we going sneaky beaky like? Still seems like a good idea, right, guys? Remove any doubts in your head. It's us or them. That's the way we do it. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. We will make them regret the stain. Now is the time. Enemy spotted. Oh, this is all going to plan. Let's show them we mean business. Bomb has been planted. Easy peasy lemon squeezy. I fear no man. We took the piss out of them. Xin chào mọi người đã tới với cả channel PC Crack Gaming. Hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn cái tựa game đó là CSGO nhá. Thì như các bạn đã biết thì hiện tại thì CSGO đã cho chúng ta chơi chính thức theo kiểu đó là free to play. Có nghĩa là các bạn bây giờ các bạn có thể download game CSGO về trực tiếp từ Steam và sau đó thì các bạn có thể chơi online với cả những người chơi khác ở cả Việt Nam và trên thế giới được chưa nào. Trước đây để muốn chơi trò chơi CSGO ấy thì các bạn bắt buộc phải đó là mua game với giá đó là bao nhiêu đó, đúng không nào? Thì hiện tại thì các bạn hoàn toàn có thể download về và chơi kiểu đó free to play rồi. Còn với những ai mà đã mua cái CSGO trước đây thì những người đó sẽ được chuyển lên cái phiên bản đó là Primer. Cái phiên bản Primer này nó sẽ cho các bạn đó là có cơ hội nhận được loot box trong game khi các bạn chơi trong trận đấu. Ví dụ các bạn chơi trong trận đấu thì nó sẽ tặng quà miễn phí cho các bạn, kiểu như cho bạn một cái hòm nào đó ấy. Thì những người chơi Primer ấy là những người có cơ hội được sở hữu những cái hòm đó. Còn những ai mà download free về thì các bạn sẽ không có cơ hội, được chưa nào? Còn nếu các bạn, những bạn nào mà muốn có cơ hội nhận loot box thì các bạn bắt buộc phải mua cái gói đó là 350 ở đây để nâng lên Prime, lúc đó các bạn mới có loot box để mà dùng, đúng không nào? Loot box thì cái đó ấy, nó khi mà các bạn nhận được loot box, các bạn mở ra các bạn có thể được random những cái skin hoặc là những cái phần quà từ game, được chưa nào? Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy. À, thời điểm hiện tại thì CSGO cũng đã có mở một chế độ gọi là chế độ sinh tồn kiểu giống PUBG á, chế độ Battle Royale á, có tên đó là Danger Zone. Các bạn có thể download về và chiến luôn cả cái Danger Zone nữa cũng được, đúng không? Thì đó là với cả bản Steam nhá. Bản Steam là bản online đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành download luôn nhá. Mình sẽ để cái trang này cho các bạn xem nào. Đây là bản online, mình sẽ ấn vào phần play game này. Sau đó mình đăng nhập vào Steam để tiến hành download cái CSGO này về. Đây mình sẽ đăng nhập vào Steam. Mình có một cái video hướng dẫn các bạn cách đó là đăng ký Steam rồi. Cho nên là mình sẽ không nhắc lại cái phần đăng ký tài khoản Steam nhá. Đăng nhập và download thôi, đúng không? Giờ nó miễn phí giống như là Dota 2 các thứ rồi. Rồi, nó hiện ra cái bảng này thì các bạn chọn vị trí các bạn muốn lưu cái tựa game này nhá. Thường nó sẽ cho chúng ta khoảng 2-3 lựa chọn gì đó ở trong các ổ đĩa của bạn. Các bạn có càng nhiều ổ đĩa thì nó sẽ hiện hết ở đây. Mình có hai ổ đĩa thôi, đó là ổ C và ổ D thôi, đúng không? Mình sẽ cài đặt nó vào ổ D nhá. Thì sau khi các bạn cài đặt xong, các bạn hoàn toàn có thể di chuyển được cái ổ game này, cho nên các bạn không phải lo lắng nhá. Ở đây mình sẽ thì các bạn à đúng rồi. Ở đây thì cái dung lượng mà game nó yêu cầu là khoảng tầm 17GB nhá. Các bạn hãy chuẩn bị cái dung lượng đủ để có thể đó là cài đặt. Thì mình sẽ cài nó vào đây, sau đó next. Nó sẽ tiến hành đó là xác định cái ổ đĩa của chúng ta, sau đó thì nó sẽ tiến hành download. Cái này các bạn có thể tắt đi được rồi, hiện cái bảng ra. Finish rồi. Bây giờ các bạn có thể bật Steam lên và thấy nó đang download, đúng không? Thì đó là về cái bản online, bản này bản chơi online nhá. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một cái bản nữa, đó là bản offline của CS Warzone. Thì bản này các bạn có thể dùng để khi chơi các bạn lúc các bạn chơi khi mà các bạn bị mất mạng hay là gì đó. Bởi vì như các bạn đã biết ấy, thì để có thể chơi được cái CSGO online các bạn buộc phải đăng nhập vào Steam, đúng không nào? Phải thông qua bước đó đăng nhập vào Steam. Nhưng mà nếu mà mất mạng thì các bạn không thể nào bật cái Steam lên được. Lúc đó thì các bạn cũng không thể nào vào game được, đúng không nào? Trừ khi có cái game Dota 2 này thì nó đặc biệt tí, đó là nó có chế độ offline riêng cơ. Còn CSGO thì mình không biết thế nào, lát nữa mình sẽ thử xem sao. Nhưng mà nếu mà trường hợp nó không được ấy thì các bạn có thể download thêm cái bản đó là CSGO Warzone này. Bản này là bản offline hoàn toàn và nó có thể update theo những phiên bản mới nhất của CSGO chính thức, được chưa nào? Thì cái này nó nặng khoảng tầm đó là 7GB nhá các bạn. Các bạn có thể dùng torrent để download cái file này về. Torrent rất là nhẹ nhưng mà khi mà download về thì nó sẽ khoảng tầm đó là 7GB. Ở đây này. Chụp lại lên và đây 7.9GB, được chưa nào? Đó là cái bản Warzone này. Thì cái bản này rất là dễ cài đặt thôi, các bạn download nó về nhá. Ở đây thì mình sẽ mở nó lên.
Trong đây thì chúng ta sẽ chạy cái file này này, là Counter Tracker Global phải, và open thôi. Đó, nó hiện cái bảng cài đặt ra. Nhắc lại chút nhá, bản này là bản offline nhá. Bản online thì mình đang download bằng Steam rồi. Và cũng còn rất lâu mới download xong. Đúng rồi. Đây này, đang download bằng Steam rồi. Khoảng 30 phút nữa mới xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài cái bản offline này luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ ấn Next. Rồi tích chọn hai cái này, sau đó ấn Next. Ở đây các bạn ấn Escape. Đây cài đặt Direct kìa. Ở đây nhớ tích chọn cái phần bỏ chọn cái phần Install Bing 3 nhá. Sau đó ấn Next. Rồi các bạn ấn Finish. Nhanh rồi đúng không nào. Bây giờ tiến hành đến cài cái C cộng cộng, các bạn ấn vào Next. Đó, cho nó cài đặt ra. C cộng cộng 2005 2010, ui, gà nhớ nhở, 13 các thứ luôn kìa. Rồi, ở đây thì nó hiện cái bảng tại vì cái gì nhỉ? Unlater version already installed, có nghĩa là cả những cái C cộng cộng này máy mình đã có rồi, nên là mình có cái bảng này nhá. Ok. Đây, unlater version. Unlater version already installed. Nói chung cài cái này không bị lỗi cho các bạn, đừng lo. Được rồi, sau khi cài xong thì các bạn ấn finish đây nhá. Rồi bây giờ nó sẽ tiến hành, đó là yêu cầu chúng ta cài game này. Các bạn ấn next tiếp nhá, cái bảng này. Rồi các bạn ấn phần browser, chọn vị trí các bạn muốn lưu cái game CSGO offline này. Mình sẽ lưu nó ở ổ D nhá, ổ game luôn. Ở đây, đây mình sẽ đã đẩy thẳng vào folder đó là CSGO offline nhá. Mình ghi rõ đây là offline rồi nhá. Này, offline, đúng rồi. Rồi ấn select folder. Rồi ấn next. Sau đó ấn install, tiến hành cài đặt cái bản CSGO offline. Thì cái này nó cũng hơi lâu một tí. Thì hiện tại mình đang cài đặt song song cả hai bản luôn, một bản online, một bản offline, đúng không nào? Cho nên là nó sẽ chiếm thời gian, vì vậy là mình sẽ tua qua đi nhá. Thì đây, sau khi cả hai đã cùng xong, ở đây các bạn thấy mình đã cài đặt xong rồi này. Và đây thì download xong rồi, đúng không nào? Thì ở cái bảng cài đặt của bản offline mình sẽ ấn finish. Nó sẽ nhảy vào một trang web, các bạn tắt nó đi là được. Còn bên này thì các bạn có thể vào và chơi game được luôn. Thì trước đó mình sẽ chạy thử cái bản offline đấy nhá. Rồi cái bản offline, ở đây cái bản offline đây. Đây là bản online màu vàng này. Đây các bạn. Bản offline thì nó màu đen và nó có cái chữ Warzone ở dưới này. Mình sẽ mở cái bản Warzone này lên nhá. Đây này, đây là cái giao diện đăng nhập của giao diện vào game của cái CSGO Warzone bản offline. Thì ở đây nó có thông báo đó là cái phiên bản mà chúng ta đã cài nó cũ rồi. Các bạn có thể update lên được cái phiên bản ngang bằng với cả cái bản online luôn nhá. Đây này. Update lên được phiên bản ngang bằng cái bản này luôn. Nhưng mà các bạn bắt buộc phải có mạng các bạn mới update được chứ nào. Thì ở đây mình sẽ ấn ok và các bạn muốn update lên luôn, các bạn thêm ấn vào update đây. Nó sẽ tự động download cái phiên bản mới nhất của CSGO về luôn cho cái bản offline của các bạn, cập nhật cho cái bản offline. Còn cái bản online thì bây giờ đơn giản chúng ta cần vào và chơi thôi, đúng không nào? Nó tự chạy cái nữa rồi, phát. À không, mình mở lại phát. Update new version. Đây, cho nó update đúng không nào? Khi nào nó chạy, cái này nó cũng chạy lâu phết đấy, tại bản này cũng bản có nghĩ nó cũng là bản khá cũ, các bạn lại đặt tên đây à. Nó tút to tiếp cái đó. Griffith. Đó, sau đó vào game nó sẽ hiện thị những cái tên này. Đây nào. Thì đó là bản offline. Nó đang chuẩn bị update cho nên nó hơi lâu một chút. Đây các bạn thấy. Khoảng tầm 4GB nhá. Mình nhìn thế này nhanh nhỉ. Ôi, đau thần tốc vậy. Để đợi tí luôn được đúng không nào. Cú lửa, the fuck. Đau xong rồi đau ngược lại. Thế thôi, đó là bản offline, kệ nó nhá. Giờ mình sẽ vào cái bản online. Phải open rồi. Cái này nó sẽ chạy qua Steam. Cái này thì nó download là nó sẽ download phiên bản mới nhất luôn. Cho nên là không cần phải update, gì cả. Đây nào. Đây, nó chạy lên luôn này các bạn. CSGO. Đây các bạn, đây là cái giao diện của bản CSGO Online. Đúng nào, các bạn giờ có thể vào chiến những trận đấu competitive được rồi. Đấu theo chuẩn của thi đấu chuyên nghiệp. Và chơi kiểu deathmatch các thứ à, chơi hồi sinh nhá. Sông to ấy nhở. 3% rồi. Nhạc to vãi trưởng.
Này, chơi bất cứ cái nào bạn thích, nó free tất cả rồi. Trừ cái gọi là skin nhá. Skin các bạn bắt buộc phải mua hòm các thứ các bạn mở ra các bạn may ra mới được. Còn những ai mà có bản Prime ấy, thì các bạn có thể chơi game sau đó nhận loot box rồi ngồi hy vọng là mở hòm ra nó sẽ ra skin ngon. Và các bạn bắt buộc phải mua cơ. Hòm ở đâu ấy nhỉ? Ra game này mình không chơi nên mình không biết mua hòm ở đâu cả. Các bạn có thể thay đổi những cái skin đây, thấy không? Nếu các bạn có. Còn mình thì chả có skin nào cả, nên mọi thứ nó mặc định hết này. Toàn là màu đen hết, đúng rồi. Có những người có nhiều skin họ có hoa hoét, rồng giết các thứ, nói chung là trông ngầu á. Nó đơn giản chỉ cần vào game chơi thôi, chọn chế độ mà chơi thôi, đúng không? Official map matching. Các bạn chơi online nhá, chọn official map matching cho nó chọn map này. Chơi casual là tật bom đúng không nhỉ? Chơi deathmatch đi ta. Đút ở đâu nhỉ? Bunker, à đây đút 2 này. Sau đó là go rồi. Này là sách map này. Đây chúng ta các bạn. Cái gì có bạn ở đây vậy? Fuck. À có cái chế độ đó đang gơn rộn nhá. Chế độ sinh tồn nhưng các bạn hãy thử trải nghiệm nhá. À đây, bây giờ mình vào một ván đấu deathmatch của đút 2 này. Nhạc hơi ồn. Thích các bạn có thể vào phần setting tắt đi nhá. À đúng rồi, có cái phần resolution nữa. Game này cái phần cài đặt nó phức tạp lắm, nó nhiều lắm, cho nên các bạn phải tự tìm hiểu thì các bạn có thể thông thạo được. Nó có nhiều cái console các thứ để tùy chỉnh nhá. Nhưng mà nào thật sự đam mê thì các bạn có thể đó là nghiên cứu cái đó được. Mình thì chỉ biết một vài lệnh console cơ bản thôi. Vì game này nó yêu cầu cái độ chính xác rất là cao, cho nên là việc sử dụng console để setting là một điều rất là bình thường. Đấy rồi, chọn bên nào, mình chọn bên nào cũng được nhỉ, đầu đơn mà. Làm bắn nhau với người đi nhá các bạn. Hihi, một kill. Cái bắn theo phe à? Sao mình lại cái súng này nhỉ? Không đổi súng khác được à? Súng phải cả giật giật thế nào? À đồng đội. Ôi, sấy cả băng không chết được con gà. Đây các bạn ấn tab lên, ở đây có khoảng tầm có 2 người thôi, 4 người thôi. Còn lại toàn là boss các bạn ạ. À. Map này có 4 người thôi. À đồng đội, nhầm. À đồng đội. Sorry. Sorry my friend. Game này có thể bắn xuyên tường chứ các bạn. Ra thay súng nhỉ? Thay. MP9. Hiện tại thì mình đang đứng top best, gần top best. Với 4 kill. Ý. Anh ta là người à? Khẳng định luôn. Đó, cross. Bắn kiểu đấy không thể nào là boss được. Ui, cái MP9 này sao bắn lên trên đấy được nhỉ? Bổ súng mới nào. À! À. Súng người giật vậy mà cũng chết được à? The fuck, đùa nhau à? Ôi. Có vẻ mấy thanh niên này cũng gà gà các bạn ạ. Đúng rồi, tôi họ cũng toàn là người mới thôi. Làm sao họ đổi súng được vậy nhỉ? Thực ra thì game này mình không biết chơi các bạn. Trước đây các bạn đã từng xem mình chơi thì thực ra mình chỉ chơi ở cái bản offline thôi. Cái bản online mình không biết chơi thế nào cả. Nó có nhiều cái lạ lắm. Đồng đội, sorry. Ê. DE. À. Ê, headshot kìa.
Ê, nhầm. Ui. Xong rồi, quả này chắc là sập rồi. Còn có 3 máu rồi à? Ai ôi, đâu rồi? Giật ca mình. Ai, đổ súng. Mua súng ở đây các bạn ạ. Cái gì ấy? Hàng này ở đây hôn nhau à? Chúng ta có một cái bản đồ nhỏ bên trái nhé các bạn. Bên góc trên bên trái các bạn có thể quan sát được. Nó không giống như cả những cái tựa game khác. Thì game này cho dù các bạn không nhìn thấy đối phương, nhưng mà nếu đối phương xuất hiện trên bản đồ của các bạn và người khác, đồng đội của các bạn nhìn thấy thì các bạn cũng có thể nhìn thấy đối phương được trên cái bản đồ á. Ui, tung xác luôn ạ. What the fuck. Đây là thanh niên tên là Noob à? Đúng rồi. Có ảnh gái vậy các bạn. Giật cá mình. Có avatar kìa. Ơ, mình top 1 rồi này. Oh! Cái súng này không biết sấy. Cái game này nó cũng khác với cả những cái tựa game khác khi mà nó các bạn có thể hiểu cái cơ chế spray trong cái game này nó khá tương đồng với cả đột kích nhá. Tương đồng với cả đột kích nhá, bởi vì nó sấy thì đạn nó sẽ đi theo một đường thôi. Các bạn cố gắng mà kiểm soát là các bạn sẽ sấy được như Gosu vậy. Nhưng mà biết được quy tắc của nó nhưng mà cũng sấy không phải là dễ đâu các bạn ạ. Thì đó, các bạn có thể lên level này, sau đó thì các bạn có thể lên danh dùng các thứ. Mình nghe nói là chúng ta phải chơi khoảng tầm chục trận hay là trăm trận gì đó ấy, thì nó mới ra danh cơ. Và đây là trận đầu tiên của mình, thế nào? Sao nó lại chạy tiếp à? Đây, đợi tí. Đây, cái tâm này đúng không nhỉ? Cái tâm nở mình không thích lắm, mình sẽ ra và điều chỉnh lấy cái tâm khác hoặc lệnh console. Console config đúng không nhỉ? Cái tâm tròn của mình là cái nào nhỉ? Thật ra thì mấy cái đống này mình để lâu lắm rồi, mình cũng không nhớ nữa. Đây chăng? Không phải. Cái này là của bên phía crosshair đúng không nhỉ? À, đổi bên à? Chết rồi, hình như mình chưa bật console ở ngoài này vậy. Chúng ta phải ở ngoài game này. Chuột phải vào game Counter Striker. Sau set lock option. À đúng rồi, ở đây phải trừ console nữa. Thì vào game mới mở bảng console được. Sau đó thoát game vào lại. Bây giờ thì trong game rồi. Ôi! Ngon. Trong game mất rồi, cho nên là phải thoát game thì mới được cơ. Ui! Vãi lúa. Hiện tại thì có khá là nhiều người chơi nhá. Sao nó có ra đâu súng nhỉ? À, F3 tắt súng rồi nhỉ. Quên mất. Không nghe tiếng hồi sinh đâu, thật quá. Sổ cái khẩu này sao bắn xa được đấy. À! Sáu mươi bốn viên đạn. Sổ ơi, súng bị yếu vậy. Trong game này khẩu súng phổ biến nhất là cái khẩu gì nhỉ, khẩu AK nhé các bạn. Gì vậy, nghe ghê vậy. Không ổn rồi, hôm nay không thể bắn xa được, chỉ bắn gần thôi. Hướng này không có, trên này à? Đấy. Cờ đó, ai ôi. Headshot được 2 viên, 46 máu. Súng này nó cùi quá các bạn ạ.
À đồng đội à? Ôi, snap trượt. Game này kiểu giống như đột kích các bạn, bắn nhanh quá ấn quy là nó không ra đạn. Mình đâu ấy? À đây. Ai ôi. Kia đây. Hú. Ai ôi. Thằng này bắn ghê nhỉ? Cái thằng M3 này. Ô nha mày. Sập. Đâu rồi? Bắn này khá thú vị đúng không? Ui, đồng thế. Thế nhiên ta chơi shotgun đấy các bạn, đấy là mình chết thằng 13 3 4 lần rồi. Nữa. Tao shotgun thôi. Thôi đổi súng. Ta chơi khẩu này nữa. Kinh không? Đồng đội mình làm phát thằng kia vỡ sọ luôn. Bắn tao số ít, trời ơi. Đường hoài mày. Cái tâm này mình bắn không quen cho nên là cảm giác nó dễ trượt quá. Ồ không kịp. Đông quá. Mình quen để tâm là cái dấu chấm rồi. Cho cái tâm này cảm giác nó to á. Cái này shotgun, chán à. Let's go. 2 phút rồi các bạn. Đây, mình được 32 kill kìa, 31. Cái trận này toàn gà nhá các bạn, toàn gà mới tạo nick gặp nhau thôi chứ thực ra là không có một pro ở đây đâu. Thế nên mình mới dễ bắt nạt như vậy chứ. Gặp pro là sấp ngay à. Toàn ra kiểu vừa thò mà ta phát bay đầu luôn. Cái này pro là bắn kinh đó các bạn.
có 3 máu. Ê, bắn được tận 93 máu kìa. Nhầm. Yeah. Không biết sấy cho nên là sấy nó đạn nó loạn các bạn ạ. Cố lên nào, giữ top 1. Con kém mình có 3 kill rồi. Ghê vậy. 1 phút cố kiếm được ít kill nào. Ủa, giật cá mình vãi lúa vậy. Cái gì à? Đấy là súng gì ta? P49 à? Nó vừa ở đây xong rồi. Đâu rồi? Mày ngồi nó mày à? Lại nó nữa. Fuck. Khổ đấy nhỉ. Đâu rồi? Ê. Ủa cái tâm này to quá, mình không thể nhìn thấy cái đầu được. Này không chết này. Không phải sấy vừa ăn các bạn ạ. Thôi, tụt top luôn. Fuck. Top 2 các bạn ạ. À. Thua đúng 1 kill kìa. Được rồi, đó là về phần gameplay của đây, còn lên level này. Ấy, lên một đống này. Ấy rồi. Cứ chơi đấy khoảng tầm 100 trận là sẽ ra danh nhá các bạn. Còn bây giờ thì sao không thoát được nhỉ? Nó cứ tự động bắt đầu trận đấu tiếp luôn vậy. Mình sẽ tắt nó đi nhá. Set go 32 bit này, cái này. Chắc chắn là cái này luôn. Được rồi, đó là cái bản online nhá. Còn cái bản offline nó tương tự như vậy. Bây giờ các bạn chỉ cần ấn play là có thể vào game này. Nó update xong rồi đúng không nào? Ấn play. Nó tương tự và cái giao diện của nó thì có thể nói là dễ nhìn rất là nhiều. Bởi vì nó không có những cái quảng cáo các thứ ở như giống ở bên bản online. Mình thì mình nếu mà mình có rảnh mình chơi thì mình vẫn sẽ chơi cái bản offline các bạn ạ. Vì mình chơi quen rồi. Và hơn nữa mình không hứng thú lắm với cái game thể loại kiểu đó là try hard quá. Cho nên là có lẽ các bản online này thì mình cũng sẽ ít chơi. Đây. Ồ quên, nãy còn chưa chỉnh cả cái phần đó là controller ấy nhỉ. Ui, chuột như thế này mà vẫn chơi được. Vertical. À zoom. Vertical horizon. Ơ. À vậy, cây bao còn mau mà, nhầm. 48. Các bạn có thể tắt cái gì nhỉ? Cái bảng hệ FPS đấy đi được nhá. Như đây. Cái bản này thì nó giống với bản kia. Được cái là nó khác cái là thứ nhất nó ít quảng cáo hơn. Thứ hai là nó gì nhỉ? Nó chỉ chơi offline thôi các bạn ạ. Các bạn không thể nào mà tìm fin game ở đây được. Bây giờ mình sẽ thử một cái bài test nhỏ nhá. Đó là mình sẽ tắt mạng thôi. Sau đó thì mình sẽ tiến hành đó là vào thử xem có chơi được không. Network Service Center. Đây, Ethernet mình sẽ disable nhá. Rồi, bây giờ mình đã tắt mạng rồi đúng không nào? Mình sẽ vào thử mấy cái bản game nhá. Đầu tiên là sẽ là bản Steam đúng không nào? Đây là bản Steam, bản online này, bản open. Chắc là không được rồi, không vào được cái đoạn đầu tiên. Nó sẽ cố gắng kết nối cái tài khoản Steam trước đúng không nào? Còn bản offline chắc là vào được. Nên chúng ta không còn gì phải lo lắng lắm cả. Nó hiện lên thông báo này, nếu chúng ta không có mạng ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn play game nhá. Hả? Fatal error á. The fuck? Không được à? Ờ, có vẻ là như không được rồi các bạn ạ. Đấy là bản online nhá, nếu không có mạng thì không chơi được bản online nhá. Thì với cái bản offline ấy, các bạn chuột phải vào nó và các bạn vào file game của nó nhá. Property rồi open file location này. Trong đây các bạn chạy cái shader rồi, được chưa? Đó, nó sẽ vào game luôn. Và game này thì không có mạng nhá các bạn. Này, phin nó sẽ phin đến cái, có thể nói là phin đến Tết luôn.
nên là các bạn không thể nào mà phi được đâu, xem nào. Bởi vì chúng ta là không có mạng mà mình tắt mạng mà đây này. Thì các bạn có thể chơi offline được. Đây mình sẽ thử bật cái offline, bật chế độ offline cho các bạn coi. Đó. Chơi được này, đúng rồi. Đây là cái map Armbot. Cái map này thì là cái map mình tập arm để bắn game FPS. Đó, chơi được, đúng rồi. Rồi đúng rồi. Như vậy là đó là cái hình thức hoạt động của hai cái bản online và offline này. Các bạn thích bản nào thì các bạn download bản đó về để chơi. Rồi, đây mình sẽ quit. Tắt rồi. Tắt cái này đi. Tắt luôn cái này đi. À, bật lại cái này. Đó. Đó là tất cả những cái gì mà mình muốn nói với các bạn về cái tựa game CSGO này. Các bạn có thể download về chơi nhá. Mình hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã đây thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người.